Dạ, mày con hết pin ạ. Con đi đâu? Con có chút việc bận ạ. Bận gì? Con đưa bạn đi viện ạ. Bạn nào? Là bác Thành. Lại bác Thành? Lại cái ông xe ôm? Lại định nói dối gì nữa hả? Bố nói vậy là sao ạ? Bác Thành mổ thật mà bố. Mổ gì? Dạ, mổ thuật thừa ạ. Thế con đâu ở đâu? Sao không lo? Việc gì phải đến lượt con? Bác ấy dặn con không phải gọi cho con bác ấy. Anh chị cũng bận, sáng nay con mới gọi được ạ. Cái gia đình gì mà phức tạp, con cẩn thận, kẻo bị lợi dụng đấy. Bác Thành không phải là người như thế đâu ạ. Hay nhờ, bên người ngoài chầm chập thế hả? Anh, em đã tìm kỹ rồi nhưng mà... Đứng đấy. Từ bao giờ trong nhà này tiền bị rút lõi hả? Hả? Dạ, con xin lỗi bố. Con lấy đóng tiền viện phí cho bác Thành. Lúc đấy con cấp bách quá, con gọi mãi cho bố không được nên con... Hóa ra là lấy trộm tiền của bố, lo cho người ngoài. Ý bố nói con cắp ạ? Bố không nói con ăn cắp. Và bố biết con không phải là hạng người như thế. Nhưng việc lấy tiền như thế này là sai. Chắc chắn con phải bị ai xúi dại. Để bố làm cho ra nhẽ. Giờ bố vẫn còn nghĩ con bị ra chuyện bằng cái bệnh tật ạ? Bác ấy mệt lắm rồi bố. Bố để bác ấy nghỉ ngơi đi ạ. Còn về chuyện tiền, bố yên tâm, con sẽ trả đủ cho bố ạ. Cứng đầu cứng cổ, không thể nào dạy dỗ được. Uốn nắn một cái cây còn khó, huống chi là uốn nắn một con người. Anh cứ bình tĩnh, rồi mình sẽ tìm cách nói chuyện với con sau.